clonsb.net, shop bán ạc Facebook, Gmail uy tín giá rẻ. Bảo hành đăng nhập trong 7 ngày. Hãy truy cập ngay nhé, link ở phần mô tả. Ok các bạn, thì nói chung là ngày hôm nay thì anh em mình sẽ làm một clip thi ăn nha các bạn. Đấy, thì hôm nay anh có ai chơi này, em còn hai người nữa chơi. Clip này sẽ có tướng, em sẽ bạn. Đúng rồi, nào ở đây. Không có rớt. Anh biết ai hết đó. Đây nó bị câm. Nhưng mà nó hử. Anh biết ai. Anh vô nãy giờ anh biết. Đây nè, em nói anh nè. Nó bị câm nhưng mà em có cách cho nói chuyện này. Ê, cho cách cho nói này. Thấy chưa? Quay mình bị tắt ra mày. Bây giờ anh không biết ai đây. Đâu? Giờ làm gì nữa cho mẹ là em muốn là lâu lâu mình sẽ tổ chức một cuộc thi các bạn. Và em muốn đợi cho anh em có sức là thứ nhất là anh thèm không? Thế gì? Thì anh mà ai giờ có tiền không? Mà em còn hai người không? Có tiền không? Tôi với mày kia. Có cho thưởng, có tiền thắng. Tôi với mày kia. Mày đủ ăn lĩnh thi đâu? Anh em chấu hả? Cù đù rồi mẹ anh nhìn bữa tao bỏ xe rồi mày. Yêu quê mày. Mày đủ ăn lĩnh chào tao. Mày giờ dây. Giờ làm phải. Có tiền không? Có tiền. Của mẹ mày có tiền không? Có tiền không? Mẹ thì kiếm mày làm gì có tiền? Bao nhiêu tiền? Chơi mày âm thầm không làm mà có tiền đâu. Bao nhiêu tiền? Mày đổ. Bao nhiêu tiền? Nghe còn ghế nói. Anh nhậm nhậm mỏi luôn. Ok. Nói gặp tiền. Ok các bạn. Giờ mình thấy như thế nào. Ok. Cái giải thưởng ngày hôm nay là 5 xỉ các bạn. Đấy. Thì nhưng mà ai muốn chơi nhiêu tiền? 200 hay 500? 500 chết đi sao? Nếu mà muốn chơi 500 thì phải là phải hết mình nha. Để muốn sự góp hết mình thì anh phải bỏ 100 vô nữa. Cái điên mày. Lúc nào tiền đó. Mày ở đâu em mày? Mày nè. Tụi ông chơi chơi lên thằng chơi thua mở tiền như tao. Đúng rồi, mày tổ chức mày mày. Chơi biết của mày thì mày làm chứ. Phải làm mày bấy giờ. Mày hãy chơi chơi. Mày đem hai sự chơi chơi nhỏ mày giờ. Nếu mà sao mày điếu đầu mày. Mày không được nói đây. Tao nói gì mày. Tao nói thiệt mày á. Tụi tiền đâu? Chú quá. Không thật. Không dịp mày có làm không? Chú. Không bán tiền mày. Không bán tiền tụi tao. Không bán tiền đéo làm. Đéo làm. Phúc, mày nói ổng chứ không? Lỡ tao có được cái lợi gì này mà nói đưa, 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 đưa. Mẹ mày hầu giờ mà cái làm ấm thật không? Cô đơn mày mẹ mày. Con kia làm gì không? Con kia lùn để chưa làm ấm thật kìa. Mua con kia nó con tử à. Mày chưa ta ra làm gì? Ra vô, em nói nè. Mày gắt tiền không? Mày ra đây làm gì? Bây giờ em nói nè. Mẹ mày. Nói gì? Ý là đứng ở này cậu bé nói mày điếm tao ghét mày điếm bây giờ trước là nó ngu bây giờ nha nó đó ra năm sậy cậu bé duyên bắc bỏ ra một người 100 mi chút nữa em thua thắng là mình chia cái đầu mình nó ngu ấy bây giờ nhăn mình bây giờ nha bây giờ cũng nói này nó cậu bảy nhiều anh bắt đi là cậu bảy thắng là bảy sĩ đó chúng mình ra chia đâu ngu dữ vậy anh em mà cũng chia lấy hai trăm mà mình chia ra luôn ông thâu là anh bắt thắng là ý như hai người thông đồng để lụm tiền của 5 triệu nó chia ra người 200 rưỡi ngu vậy thì tao bảo trăm này chia nữa mày thì người 300 rưỡi 700 là chia người 300 rưỡi ngu dữ vậy thằng điếm cá đây mà thứ nhất nha anh được vậy tao bảo anh em chọc tao em chọc năm chục anh vô anh nói chuyện với nó em nói tới mức độ đó anh không nghe nữa đó đường mày lan quân nãy chịu không đâu nó lắm chịu không á chịu không ông mày ông lấy chiếc ghe xuống lên tầng mày bị sao ông lấy chiếc ghe lên tầng mày chết mày là trời ơi mày là đúng không cũng nếu làm ông thật gì vậy ông có ông đây đúng không ấy là cãi lộn đâu rồi mày làm cầm cái giá cầm kết làm giấy cầm kết ấy là cầu mất nha ông sao mất mày mất 100 ngàn chút mà tiền con cầm tài con cầm mà sợ gì nó cầm nó đưa lại con tiền thiếu mẹ đây mà mày trả số tiền thoại nguyên con vợ mày trả tao mày ngừng 100 ngàn đưa 30 ngàn tới ta mày chọc ghẻ nào mày cũng chờ mày trước sau cũng trả lại tao vậy cậu bảy đưa 100 mấy anh cầm cầm ta ơn cầm mấy chia đi mày mấy chục đưa cầm mấy đưa vậy cho nó chịu đi thi nó cho mày một đâu đúng rồi ngày mai ra 80 đâu mày đưa đây tao đưa tao lấy tiền tao lấy tiền hàng đúng chứ mấy chị mấy chúng ta dây nạn lại với bạn mình thầu mấy chó rồi chó hổ gì tao cho dây nạn lại mày gọi đàng hoàng đây đưa nè gọi gì rồi đây mình nhận tiền của cậu bảy mất nha các bạn ok đây thiết hai người tao, đây tao thấy tao lỗ mà tao mày nói chơi chưa mà không chơi mày chơi mà không ai muốn chơi hết mà chơi tao thì mày ông thật phải làm không không mày mày muốn đi em thấy mày ông mua kia sao mà không làm mày em cũng về thi muốn gì muốn thi đầu đâu thi đây cầm tiền đây đưa tiền thôi đỡ đỡ mất tao thi tổ chức đây đỡ bỏ đây 200 thi anh đứng đây mày thi vô quýnh người ta vậy giờ thi đúng không thi mày 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 nói dài quá con kia thằng sao mình nói mày sao mình không tài nó cao tiền ừ đây cũng tài đây chứ cũng tài đây chứ cũng tài đây chứ thằng viết mày đưa đây năm chị thằng viết mày đưa đây năm chị mới là con tài chứ
Lỡ tao cầm cuốc chứ làm gì vậy mày? Trời ơi thì ok các bạn, thì giờ cuộc thi hôm nay là thi sẽ là mười gói mì tôm nha các bạn. Em được cái gì? Em được cái lưu quan lợi gì không? Em được cái gì không? Sao mày mua mày? Phải anh được tiền đâu, anh muốn ăn nha. Heo quay. Đâu anh bảo nhiêu? Tự nhiên anh bảo tiền rồi anh ăn bục bụng đâu, anh còn lẫm tiền gì nữa mà sao giờ anh? Bao giây thưởng là anh thì nó có động lực tiếp. Mày... ông ta đưa cái đường trăng xanh đường chúng vô trăng đưa trăng vô trăng nhưng xanh vô trăng được chưa? Mày nó rút cái bóp này mày bỏ lại mày. Mày mấy tiền gì? Mình từ từ em công bố mà làm như vậy. Cái chi vậy anh Quốc? Đây đưa cầm tay cầm anh Quốc. Anh đang được cầm bấy à? Cầm tay cầm. Tiền nó thôi mà. Anh đang cầm bấy đồ anh Quốc. Anh đang nhìn thấy mà anh được cầm bấy. Mua cô mày chi anh chứ. Mà sao mà mày áo của mày? Mẹ mua bè miều mày cho. Bè miều. Điếm chứ mày. Đưa tiền tao thông báo cho mày. Ừ, tao cầm tiền đâu. Giờ mày đưa cho chồng trai của mày. Giờ một người là em có nha, được chưa? Rồi đưa ông xé nha. Đó, bảy chị đi, cứ ai ăn là mất thì bảy chị về đâu nha các bạn. Phải hết thì ông hết là chịu, em không có đưa tiền lại đâu. Mày sao mày em hết mày. Chị, đứa còn tài cầm chứ, mày cầm tiền đâu, mày mẹ điếm lắm thiết. Còn nãy anh chưa gói mẹ đâu chưa. Mày ăn anh chồng chứ anh vậy. Mày có đưa anh sao? Chưa gì hết mà đưa chí ra tàng vàng mẹ có vô đây. Mẹ mày cho nước vô ai gì đâu. Mày điên rồi trời. Mày cho anh hết mà. Anh bè gói anh sao? Bè gói đâu? Bè gói đâu? Ok, bè gói luôn. Mẹ ăn cô hả nha mẹ. Ăn chưa đó, ai ăn lại mà. Ăn cô mẹ. Ăn lại cậu thua. Mấy ăn thua vậy rồi. Bà không gói nữa đủ rồi. Đấy, bè gói. Sao mày ngu dữ này? Mày không chuyên ăn mì tôm ấy. Bé ra là tự động nó ra này. Đấy. Cậu con ăn khó. Rùm rà rét rấu rồi cho xíu rồi nó không rà. Tao chuyên ăn mì tôm mà, tao biết. Đó, bà ăn bao nhiêu như vậy rồi bà ơi. Bà bây giờ vô ra luôn. Tao mua cái gì đồ làm. Ui dù da. Ba gói đồ ba bịch nước ở vô nó mặn cho chết luôn á. Mấy ba. Tô khẩu đi đây. Đây nè. Chúng nóng dây heo anh. Mấy heo hay nhỉ. Sao đeo ra hết anh mới đeo quay sao nào. Đeo gì. Đeo vô nhà mày. Đeo túi vậy. Tao lấy túi mà lá. Mày gói thầu rồi. Ai đeo tay. Cái cậu mấy gói là ba gói đúng không. Cho nước sau vô cho cậu tiếp. Đâu, đưa đây. Lấy cái tay ra kìa. Cái tay gì? Em đứng không? Lấy mày đứng hả? Nhà tao chứ mày đứng. Mày bắt cái lũi đâu đâu? Đứng lên mày. Ngót ở đâu rồi? Đi em. Đi đâu? Lao cái sàn đào. Ông sáng này đi nấu. Đồ mày gì vậy? Đâu, được chưa? Sao chui đưa tôi công bố này. Tụi bay làm ẩm thực đồ thi vậy, cho đàng hoàng. Ví dụ mua phở này. Tao nói xíu phốc. Bún già đồ á. Tao nói đủ cho nó. Mua bánh mì đồ, bún già đồ. Phở đồ, mẹ con tắm đồ á. Từ từ đỡ chứ công bố hết, đừng nghe nha. Đâu. Đâu. Cậu đâu cái sĩ đó đâu? Ừ. Cái sĩ đâu? Dắt mấy miếng dừa ra cho anh bốp nhựa anh Quốc. Vừa muốn cá hà nậu luôn. Từ từ, vô đi. Cái sĩ đó đâu anh? Đâu đậm giao em giới thiệu bỏ cho cái sĩ anh đâu? Trong mô hình. Đấy. Mẹ nó cái sĩ mà nó trộn dưới đây dày à, biểu anh. Anh là nước mẹ ai biểu đợi xuống đó. Đâu. Đâu, đưa vô lại nè. Vô nè nha. Ok các bạn, thì ngày hôm nay một trận chiến một sống một còn giữa hai cao thủ bắt mà tan rồi mày nha ghe mà nhỉ hai các bạn thì giả thưởng mà chiếc bánh ngày hôm nay á hai người ai mà ăn hết tô trước á thì sẽ đánh được năm sĩ các bạn mấy cái đầu đó mà thấy được không chứ phải năm sĩ em có muốn đây đưa cầm tao đưa ngủ đấy đấy bác sĩ đeo đó mà anh đang được luôn Quốc. Cái đồ mới thiệt ở gió này. Rồi ok 1, 2, 3, action. Đô, nô, anh đi nô. Nô cắn ra nó đi nô. Còn không anh đeo hoàng. Ngọt xuống anh, ngọt xuống anh. Mình nhắm không? Nhanh. Cố lên. Đợi cho nó quay giảm hút. Đấy. Đúng rồi. Xích dùng. Ôi dồi nóng quá. Sao? Đồ hay quá. Thảo chạy đi mua cho mình có thuốc nha anh xem nào. Bác, chở anh bác. Mua có thuốc mà, cố lên rồi. Cái xe quá đấy.
Cô nhìn cậu ấy thấy á. Cô lên. Chưa nói gì hết trời. Có. Anh gì mà ông kêu ra thi mà ông kêu. Vô cậu vũ đi chú. Bữa sau chú thi, con sẽ cho chú thi. Mấy ăn gì vậy? Vô sau cậu vũ đi. Chú nghĩ ai ăn nè. Phúc mà nghĩ ai ăn Phúc. Tao nghĩ anh Quốc á. Quốc chứ mày bẻ mày ăn gì đâu mà. Cậu bảy. Mấy mày dơ dữ quá. Trong này mà con mang con hỏi cậu thấy ngon không? Ngon không? Hả cái mỏ ra cho làm mày mua sao đâu? Nghe. Ok. Mua cho bạn nước nha. Đồ ngon không? Đúng là hết nước luôn nha. Ok, bắt đầu đi. Nếu mà như vậy là thằng đàn thua này nó đổ đầy bàn hết mà. Chú em bắt anh lên lại chứ. Chứ không phải đổ dưới đất nữa này. Thôi hết. Nếu vậy là anh Quốc thua rồi nha. Cái gà thắng đầu á. Chú là anh Quốc anh liếm ở dưới đất nữa nha anh Quốc. Thắng thua nếu anh chậm ông nó biết gì cô đầu với mẹ. Mày không sao không có anh chạy anh mà mày thua là anh mất tiền chứ mày sao rồi mà không quan trọng. Mày mất tiền mà không quan trọng. Đủ mất tiền mà không quan trọng là sao chú ngồi xuống chứ mất cái đeo này chú em vừa dữ quá đũa mà không ghét mà mất tiền nói chung là anh Quốc nha anh mà anh thua là anh mất một sĩ anh á cậu bảy được 7 sĩ á đúng không chừng nào tao cũng thấy là nếu mà anh đang ở thì anh lao được 6 sĩ anh hiểu anh quá nếu là mấy anh mà sạch đẹp á là bảy ra là 10 điểm rồi chú bè tôi anh bé không chú nhanh với anh chậm đi không đã mẹ cái đã sao, sao? Mua bún giò rồi với anh vậy rồi cái đây một cuộc thi mà được đâu phải là cái cuộc ẩm thực đâu mà đòi bún giò này chạy em chút rau nữa này rau à mấy anh nãy giờ cũng nói xuống đây chú vô chờ ổng này chờ nhớ này nhớ theo ông dương kỳ đu lan hả đúng rồi kìa chú ơi chú làm ổng ném đi đu lan cho bò bứt cái đầu ném vô bỏ vào trong đây mà mì tôm là phải có rau đó phải chứ quá trời ơi. 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 Tao nói mày Việt Nam chỉ có một mình Quốc nếu có thằng thứ hai vậy mấy cái gì cảnh gì dài đây anh đâu làm ông Quốc em biết không Quốc thưa ông im mẹ à mua mẹ nó hai con tôm hùm mẹ nó chàng đứa con tùy mẹ chụp dài dài mà ăn tôm hùm rồi bữa nào cậu tổ chức cho con ăn nghe cậu con không cần tiền đâu mày trời ơi đồ đây đó em đặt rau cho Quốc anh ăn cái gì cái này trời ngon quá ngon tôi ngon nếu như mà để nãy biết vậy em luộc ra muối nha em miệng thành một bao không thành nửa bao gì thằng bao để lấy được muối rồi để muối nó bao ra cho heo đó mà mẹ ông trời lại không mấy ông trời đang thi quá đang thi ba mẹ nên bê bò đưa tôi vào rồi cái nãy giờ anh tưởng đâu đâu mà tưởng đâu gì số nãy em nói đeo đeo nhà mày trong trong đủ mày đeo chưa phun thuốc nữa đeo phun thuốc nữa mấy là tao bỏ tù tao thấy thua anh thua giả mất tiền tao ngu giả mất tiền mấy mà chọn mày ăn rồi hiu quả vô đây mày mày không có cái ngay gần đủ thái tôi anh gần hết rồi nè quá trời bị gạt ngọn tôi lúc tôi này mày nấu rồi quá ê mày bẻm thua đâu gì anh không dây tôi chuyện ông ấy cô vũ à ông tin tôi ủi ông luôn không cô lên đỡ tao thắng rồi mày tặng đỡ tao thắng rồi bao nhiêu tiền nào ông thắng rồi sao được nghĩ nghe chuyện anh lấy gì cứ bơm cho thằng nào thắng trả lại lượng mé này lấy tiền tao nha mượn tiền ấy là sao hai người nói vậy mượn tiền không ông đụng cho gì ấy là sao vậy anh Quốc không nói ai mà thắng là muốn được tiền hả nha để tao cho nó mượn tiền đúng không cậu bảy cá này cố gắng nha cậu thắng là cậu được 6 sĩ nha cậu bạn mà ông nói rồi sao Phúc. Không có. Bây giờ chúc mọi người thắng ra rồi ấy mà cái đó. Ủa vậy chúc anh mừng anh. Thắng là anh mừng luôn. Vậy chứ nó đẳng cấp vậy chứ quất đi này. Vậy đưa tiền lại cho. Thì từ từ thắng là vừa thắng mà. Thế thì cố gắng anh đi. Số ăn nhiều thợ đúng rồi quá số quá đầy hết cái rồi của mẹ mày bè gói á mà chú đâu vậy mà đòi ăn đây đáng lẽ là thi ăn nem gói nha Phúc chứ không phải bè gói gì đâu bài hơi dưới quá ngon quá sẵn sàng rồi chưa Phúc
rồi lấy đồ hết cái thùng lấy đồ sẵn rồi cái thùng bỏ đầu thì rút ra thì đi quay đợi tao phút đi quay phút anh hết cái thùng rồi đợi thao tôi hết này cho lý hết cái thùng nhai to luôn rồi chứ nói ông anh già rồi rồi anh rồi anh rồi cũng một cân nhiều phút em muốn nhau nhau nói mất nói mất ui dù già nhai luôn cái bình nhựa luôn anh bình thường bữa anh nói em mà nhai lòng nuốt lót luôn mà má nói vậy mày má giờ tôi đánh tôi lấy chiếc họng cho ai biểu này không cho tôi vậy vậy giờ này không cho tôi vậy mày má nói tao mày mượn tiền khỏi chia luôn khỏi chia luôn mẹ thằng nào thắng lại khỏi chia lấy tiền của bé cho anh mượn tao cho mày mượn tiền mượn cho tôi thắng tôi lộn tiền mày nói thắng tao ơi không cho rồi cho bé cho anh mượn tiền mà giờ không cho đại ai biểu cho vậy mày nói mày thắng tao ơi không thắng ơi chưa biết nào thắng nào đâu ráng cái cậu ấy anh đi mẹ là nóng quá trời tôi là nấp luôn trời ngu dữ quá nóng quá nóng quá cho lấy tiếng rồi chi vậy chút nữa anh mừng em mừng vậy xem nào không có anh đừng quan tâm anh thua cậu bé nha không phải giỡn đơn giản đâu anh quan tâm là thua đáng chịu em nói đầu á mẹ ngon nãy giờ nếu như bún giò ấy tay anh 10 tô vậy đó cái mẹ ông mà bún giò ông ăn 10 tô tại 10 tô ngày nào tao cũng ăn giò ông ăn 10 tô bốn ăn con riêng tôi ăn 20 cục giò à mày ngon mười lắm nãy giờ tao nói là hôm bữa tao xuống Quy Nhơn cá ấy fan kia kêu tao vô ăn 10 tô cơm 10 dĩa cơm sườn 10 tô cơm sườn tao ăn hết luôn à. Tôi ăn 10 cái giò em mà không tin không kêu tiền tôi vừa nghe sumo rồi mà nói lẹ mày thì đồng giấc mơ nó vừa đại đầu nãy giờ nó kẹp sừng chuột kìa hôm nãy mà nó mua ba năm quần gốm giữ mày nãy mà nó mua bún quần nãy mà nó mua bánh chiều thịt bò đúng rồi rồi sao anh ơi bóp trăm lá à, anh mì tôm chúng anh đang hàng heo đang nào giờ anh đang mì tôm chúng anh đang củ lan dữ vậy anh củ lan này đúng rồi nào giờ quá anh thấy sao nào giờ quá ngầu quá không ăn nữa em đi xuống em chớ thêm một người hai gói nữa anh mày mày ăn sao ngấu ok thôi nào cậu ấy thắng này cậu ấy thắng này cậu ấy thắng chưa trông anh rồi anh quốc rồi nước nữa nấu không cậu bạn dùng con vô cho ăn hưởng tôi nữa anh bóc đồ quá nếu được vàng đồ nước cái đó cái nha lùm dưới ngọt quá ăn uống dễ mày nào thì thua chứ làm gì vậy quá ăn nấu nữa tao là cho tôi mày ghê mày cái gì mà còn một đấm này trời chưa thay giờ rồi quá rồi mày giải bữa sau tao không thấy nó rồi không cái bạn em trục chết rồi chắc đi dặn dẹp cái bạn rồi cũng ớn luôn rồi ớn chưa mấy mày trai đâu hiểu nữa mày sao anh đâu đâu rồi biết muốn vô bước con bè rồi ra ra biết mà tao biết anh rau mà mày nhanh như heo kì điền sao cẩu mày ông thua anh cái này nó mới ấy thắng tao chưa ông thua mày trao giày mày sao mày ăn tại ông nó mệt luôn á chô và nước cái chị à tao thua hả cái này ngủ không phải sao đâu cậu hết trước cậu thấy không tiền tao thắng ai chưa biết ai thắng ai thua tao chưa thua nha sao anh tao thua tao hai người chưa thắng nhiều không quay chưa thua anh tiếp chưa thua anh tiếp đúng rồi anh tiếp anh nha mấy anh chạy rồi đây mình anh em ở đây lấy cái cậu mày anh khốn nhà mày bóc khốn mày anh không mày hai anh ngu rồi anh nha mày nước qua tao luôn luôn nha đợi cho hai ông anh từng mày anh phải hết rồi em làm gì hết rồi đúng rồi không phải đâu phô bia cô đầu hậu ai vui vui anh hai anh mừng anh ơi chụp hai anh ơi xem đi anh mừng anh ơi mày ăn dài sao mày anh ơi nấu mày má mẹ mày lấy cái gì ra anh hai này 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 cái gì ra ông ăn vậy đó ngoan ý xì luôn nha các bạn hai ngu cãi lộn chưa đưa con cái chén ra cháu nào đổ muối ra cho nào thầy chén em đổ muối đây ở đâu chúng con hàng ghế qua vậy buồn hay nào bằng cái đeo là mình chim tụi nó không đòi đậu phải bảy chục ngàn mà cái đây chục bảy mình tao ăn hết rồi á đưa mày hết rồi thấy mày còn cái đống ra mày mày ra nãy đâu hết rồi cũng lại kiểm tra nha tao thắng rồi phúc kiểm tra dòng tao thắng rồi phúc mà lại kiểm tra tao ăn hết rồi còn thằng mày tao còn cái đống ra nó còn đổ tùm lum chục là hai người là bây giờ là ngang tài ngang sức bây giờ phải ăn thêm người ba gói nữa em đưa tiền ủa chứ ngang tài ngang sức mà ngang đưa tao phân mày cách bây giờ nha cậu cũng hết anh mất cũng hết đúng không là ngang tài ngang sức
Bây giờ anh Quốc muốn cho cậu bé thấy không? Mày sao mày ăn dịp vậy? Hả? Ừ. Anh mừng anh nhậu nè. Anh thắng. Tao thắng. Chưa ai thắng hết á. Vô đây. Thắng rồi vô đây. Ngồi đây. Mày thua ra kìa. Ấy là giờ. Tiền đâu? Tiền thắng đâu? Tiền thắng từ từ chứ nó không thắng gì giờ. Tiền thắng đâu? Tiền mẹ ông đưa 100 nữa đâu? Đưa lại đi. Chả giờ sao anh được mày? Hả? Mày. Giờ vô nhậu chưa? Nhậu đi. Cậu thằng kia mà chỉ nhậu đưa tiền chứ nhậu. Hả? Thì nhậu theo nữa em. Đây cho nào. Đưa tiền vô anh nhậu. Anh đuổi đi em. Anh đuổi đi. Bỏ đuổi. Mời các bạn nha. Kìa chú ngồi đây mày bỡ đùa. Mời ông ăn không nè. Mời cậu bị đi. Sao ăn nấu nữa mình. Làm lại thế nào, ông ăn nấu đâu. Ông ăn nấu nữa thôi. Không mày, mời chú vô nha. Đưa tiền đi. Đưa tiền 700 ngàn cái gì à. Vô. Anh ăn mừng rồi. Bây sao mời anh em cái đuôi nha. Không, nhưng mà mày nghĩ sao tao thiết. Thiết, ngày xưa tao sống được. Ngày xưa giờ tao nhỏ, tao sống được tốt lắm. Bây giờ cậu bảy lớn, con mời cậu bảy. Cậu bảy. Cậu bảy. Đưa tiền lại đi. Đưa bảy cho mày. Bây giờ nè, rau, hai anh em, hai người im, đưa cùng nói một chút nha. Bây giờ hai người ngang nhau. Giờ mất muốn cậu bảy thấy không? Không. Cậu bảy muốn mất thấy không? Mày điên cái mày. Tự nhiên nói thắng nó thua tao đúng rồi. Vậy giờ hai người phải thi tiếp một phần nữa. Cái gì mày? Bây giờ phải thi một phần. Hai gói nữa. Không. Bây giờ ông nghĩ ông ăn nấu đâu? Thì uống mày. Uống gì? Uống bia. Nào? Người uống nem chai, ai người uống nhanh nhất. Đúng không? Thiết? Đúng không? Anh làm ba tô mì tôm. Đưa đi lại tại giờ. Mê mình lừa đảo không mày? Mời anh Quốc với cậu ấy nha. Má cuộc sống mà. Mà hai anh em ăn. Mày em uống sợ gì? Ông cứu đồ ông cho ông. À, anh Quốc uống là cậu ấy không uống thấy nghe thua. Mẹ nó có nạp nấu nữa đâu uống. Uống mẹ. Ngon lắm. Chú vợ á, cho vui nhá. Thiệt đây em tạm chỗ chút cho vui vậy đâu chứ. Cái tiền là mua bia gà dịch ấy hết rồi. Tiền tao chứ cậu bị đường cho mày tính rồi. 200 đúng không? 200 mua dịch nè. 200 mày mua dịch nè. Mày nói tao thắng là tao lấy tiền thiệt chứ mày. Ừ. Tao thắng mày. Ông thắng. Lão thắng vỗ tay khen lên các bạn. Vỗ tay đi. Cậu bị thắng các bạn ơi. Vô. Anh ơi, tiền mua dịch nè. Anh ơi. Anh cậu bị anh ơi. Tự nhiên tiền mua dịch. Thắng tao tặng cái phao công. Tự nhiên tiền mua dịch tiền tụi tao tổ chức tài đâu mà tao mua dịch. Đây, thắng tặng cậu phao công này. Tiền gì mua dịch? Tiền nó tiền tao á. Mẹ mày tao mất 40 kèo mày. 30 kèo 4 gì? Mày muốn gì chứ mua bia này. Vậy tôi khỏi nợ. Nãy mượn ông ấy chục. Sao khỏi nợ mày? Mẹ mày mua anh nữa ơi. Trẻ chứ. Bao nhiêu đỉnh 100 vô mua anh nợ gì đâu. Mẹ bây giờ sao ăn nấu nữa. Mày ký sao mày là. Mày ăn nấu nữa. Trẻ tao. Trẻ tiền nào. Mẹ đó. Mày nhảy tiền tao. Tôi cũng bỏ 40 ngàn vô màu nhậu đây chứ không thương. Mày tiền tao. Mày đưa tiền lại mày. Mấy cuộn tiền mày. Cậu đưa ai? Anh có 30 rồi anh mất. Mày mua đây nhiêu nãy tờ 500 của mày mà. Bia với dịch là 23. Ừ. 23 vậy tôi bè chọc đưa bè chọc lại đi. Bè chọc gì nữa. Vậy thôi cũng được. Dạ với lại mua. Ông đứng cho mày. Ông nghe nữa kìa. Lâu nghỉ ông có tiền nhớ em nhậu rồi. Mày tiền đâu ra góp mày tiền đứng nào hả ông cậu hiểu ra sao cũng lượm 200 đồng 200 đồng lượm đỡ cho có cuộc nhậu này đỡ mọi người góp chứ mày nếu mà góp nhậu là có hai cục mấy mày tổ chức cuộc thi làm gì mẹ ơi chị mày chung lại đó đánh đấy tiền anh ấy đỡ tiền anh ấy vậy rồi con mày tao lấy nương dịch tại yên giờ để vậy con để đưa tao vô người quốc đi giờ mẹ mày đem gì mày coi nhỉ mai tao anh chứ giờ anh nấu nữa mày mày của đâu mày nhau muốn gì mày mới mẹ đây đừng cậu ấy của mày của tao nha cậu lớn rồi nha tao lớn đỡ mấy đứa nhỏ nó chữ mấy mày bê trong nhà tao ở đâu giờ nhậu nhà cái có về gì mày muốn gì lại coi như này tao bố thí cho mày hả tụi bay ăn đi mày đi đây mày đi đây với tao tôi bỏ bê chồng chứ tôi bỏ đâu mày nợ tao 80 tao mày 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 Woo! Uống nâu nữa tao ăn. Mày đẻ tiền cho tao. Mày đẻ tiền cho tao không? Vô! Mày đẻ mượn tao. Trời ơi, đẻ nữa, vô quá rồi đó. Anh Phúc đâu tao mà nhớ mày tao nha. Trời ơi, mày gầy đó đúng không? Ngon quá không? Bán biển nè. Đúng rồi. Bán biển mà. Mày đi đâu? Lấy gì vậy? Cho gia đình anh cùng gia đình người thân Anh Quốc. Mấy mà tao đỡ dành mày rồi. À, cái trời. Mất vậy các bạn. Ngon quá. Mẹ
dạ mày cảm thấy mày ngon không Phúc? Mày thấy mày ngon. Nhớ mày. Thế nào mày ăn dạ mày có còn hết đau không? Nhớ mày thứ. Em ơi, anh đạp em cái. Cho anh uống nha, rồi bạn ăn chưa? Thấy ngon không Phúc? Thấy ngon không Phúc? Nữa mày. Cảm ngon không? Ngon. Thôi thứ anh ngon không? Ngon mà. Anh ăn trên đều trên cổ tôi á anh Hà. Anh ăn Phúc anh ngon ngon Phúc. Anh nhớ mày không nha. Anh thấy ngon không? Mày nhớ mày khao á. Bé gì vậy? Anh thì dịch dạng anh mà anh gì anh tôm mày mấy ngu lắm. Anh tự nhiên anh nhậu dạng không anh thì chết tôi anh nhậu dạng không chịu. Chết tao đâu. Anh mày tôm hai ngu. Chết tao đâu. Mà chơi sao xuống uống nhậu ngu anh Quốc. Trời ơi, quá trời ơi. Cậu bảy chứ Quốc vô nhậu chứ làm gì vậy? Chứ vô cái mặt của mày á thằng chó đi. Để mày chơi tao mày lừa tao đúng không? Trời tụi chó. Mày anh em mày. Mày được. Mày mà cái này cho mày ốm là tụi mày. Cứ mày đâu mày. Thế là cậu này, con nói cậu chứ quán này tại sao anh em đang nhậu mà ổng vô nhậu mà đứng chữ chữ. Cái kia mày cái đéo nữa đâu vậy? Sao? Em nổ rồi. Mày bè của mày tôm mày vô mày vô. Mày thi. Mày thi lại tao cho 200 mày thi lại. Đâu giật đưa tiền đi. Mày. Em nổ anh giùm. Ở giận nãy Quắc nó lỡ dạy á. Đúng rồi. Trả lại 200 rồi. 200 cho cậu Đường Phúc nó mua dịch đấy hỏi con sao cũng biết. Cậu có đưa con không? Chà nào nó mua đầu. Thằng Phúc nó lậm mẹ đầu. Mày đâu tao tao gặp bị lừa. Mày anh Quắc là cho nó có 30 ngàn, anh sắp cớn nha. Anh đang bị tôm. Ê nè, em nói ba có bị tôm nó nhiêu tiền? Mà phá nhau có tiền. Anh đi chạy ra ngoài. Anh đi. Rồi, anh em mình lại cá một bữa nữa đưa hai bé vô cây yeah. Một hai bé vô hai bé vô hai bé vô